Xin chào các học sinh. Chào mừng các em đã quay trở lại với các bài giảng trên trang khoahoc.vietrack.com. Và cô là cô Nguyễn Diệu Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng cô học bài 11 là tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Vậy thì chúng ta nhớ lại đầu tiên nào. Trong tập hợp số nguyên thì có những tính chất nào của phép nhân nhỉ? À, chúng ta có tính chất là giao hoán này, kết hợp này, nhân với số 1 và tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng. Vậy thì bốn tính chất này cũng được áp dụng tương tự đối với phân số Như vậy, đầu tiên là có tính chất giao hoán Khi cô nhân hai phân số A phần B nhân C phần D Cô được phép đổi chỗ, cô lấy C phần D trước rồi cô mới nhân với A phần B sau Thứ hai, tính chất kết hợp là khi cô nhân 3 phân số A phần B nhân C phần D nhân P phần Q thì như vậy cô sẽ được phép ghép lấy a phần b nhân c phần d trước rồi nhân p phần q sau. Hoặc cô lấy c phần d nhân p phần q trước rồi cô mới nhân về a phần b. Đó. Và tính chất thứ ba là tính chất nhân với số 1. Khi ta thấy rằng là mọi số mọi phân số nhân với 1 thì đều bằng chính phân số đó. Và tính chất cuối cùng là tính chất phân phối giữa phép nhân với phép cộng tức là cô có một phân số nhân với tổng của các phân số khác thì như vậy sẽ cô sẽ lấy lần lượt phân số a phần b nhân với c phần d rồi cô cộng tiếp với phân số a phần b nhân phân số p phần q bây giờ chúng ta sẽ cùng cô áp dụng bốn tính chất này để làm các bài tập về chủ yếu là chúng ta sẽ làm các dạng về tính hợp lý tính nhanh nhé chúng ta cùng làm cho cô Ví dụ trong sách giáo khoa Phần áp dụng Ví dụ hãy tính tích M bằng Âm 7 phần 15 Nhân với 5 phần 8 Nhân 15 phần âm 7 Và nhân với âm 16 Thì ở đây cô sẽ ghép cặp phân số nào nhân với nhau để được kết quả đẹp nhỉ? À cô sẽ ghép âm 7 phần 15 nhân với 15 phần âm 7. Nhân tiếp đây là 5 phần 8 nhân với âm 16. Có thể đóng vuông ở đây. Cô có âm 7 phần 15 nhân 15 phần âm 7. Thì cô rút gọn 15 với 15 là hết âm 7 và âm 7 cũng là hết như vậy cô chỉ còn được là dương 1. Nhân cụm này cô sẽ rút gọn 8 và âm 16. Thì với hai số này, số 8 và số âm 16, cô chia cả hai số này cho 8. Cô được 8 chia 8 là được 1. Và âm 16 chia 8 được âm 2. Như vậy cô có 5 nhân âm 2 là âm 10. Âm 10 chia 1 vẫn là âm 10. Như vậy cô được 1 nhân âm 10 thì sẽ bằng âm 10. Đó. Như vậy chúng ta đã dùng tính chất giao hoán và kết hợp để nhóm các cái cặp phân số thích hợp nhân với nhau đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng làm tiếp bài hỏi chấm 2 nhé. Hãy vận dụng các tính chất cơ bản của phép nhân để tính giá trị các biểu thức sau. Rồi, chấm 2 chúng ta có câu A. 7 phần 11 nhân âm 3 phần 41 rồi nhân 11 phần 7. Thì câu này cô có thể ghép cặp 7 phần 11. Cô nhân với 11 phần 7. Rồi, sau đó cô còn lại là âm 3 phần 41. Và đây cô thấy là 7 phần 11 nhân 11 phần 7 thì Chuyến tiêu hết rồi như vậy chỉ còn 1 nhân với âm 3/ phần 41 như vậy vẫn bằng âm 3/ phần 41 tiếp theo chúng ta làm câu B câu b cô có, có âm 5/9 nhân 13/28 rồi trừ đi 13 phần 28 Nhân 4 phần 9 Thì ở đây ta thấy là có hai tích đúng không? Có hai tích trừ đi nhau Và hai tích này đều chung thừa số là 13 phần 28 Nên cô đặt thừa số chung này ra ngoài Ở cụm đầu tiên cô đặt 13 phần 28 ra ngoài Thì cô còn âm 5 phần 9 Tiếp theo phép tính giữa hai cụm này của chúng ta là phép tính trừ cô viết dấu trừ Sau đó cô đặt 13 phần 28 ra ngoài thì cô còn 4 phần 9 Như vậy ta có 13 phần 28 nhân với Âm 5 phần 9 Trừ 4 phần 9 thì âm 5 phần 9 cô giữ nguyên Phép trừ đối với phép cộng và dương 4 phần 9 được với âm 4 phần 9. Như vậy cô có là 13 phần 28 nhân Âm 5 cộng âm 4 thì là âm 9 Âm 9 chia 9 là âm 1 Như vậy đến đây cô được kết quả là Âm 13 phần 28 Đó Đó là hướng dẫn làm hai câu A và B nhé Như vậy chúng ta nhớ Trong phép tính nhân phân số Chúng ta có mấy tính chất nhỉ? À có bốn tính chất đúng không nào? Tính chất thứ nhất là giao hoán. Tính chất thứ hai kết hợp. Tính chất thứ ba là nhân với số 1. Và cuối cùng là tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô áp dụng bốn tính chất này vào làm bài tập. Áp dụng nhé. Tiếp theo bài 73, trong hai câu sau đây câu nào đúng? Câu thứ nhất, để nhân hai phân số cùng mẫu ta nhân hai tử với nhau và giữ nguyên mẫu. Câu thứ hai, tích của hai phân số bất kỳ là một phân số có tử là tích của tử và mẫu cũng là tích của hai mẫu. Thì đương nhiên câu đúng là câu thứ hai đúng không nào? Chúng ta học rồi, muốn nhân hai phân số chúng ta lấy tử nhân tử chia cho mẫu nhân mẫu đúng không nào? Chúng ta cùng làm tiếp bài 74 Điền các số thích hợp vào bảng sau Thực hiện phép nhân Ta có âm 2 phần 3 nhân 4 phần 5 Như vậy trên tự ta lấy âm 2 nhân 4 là âm 8 Dưới mẫu có 3 nhân 5 là 15 Tiếp theo 4 phần 15 nhân 5 phần 8 Thì có vẻ ở câu này cô sẽ rút gọn được đúng không nào cô có 4 phần 15 nhân với 5 phần 8 thì ở đây cô sẽ rút gọn 15 và 5 thì cô đều chia cho 5 như vậy đây cô chỉ có 1 đây còn 3 4 và 8 thì cô chỉ cả tự vào mẫu cho 4 thì đây cô lấy 4 chia 4 được 1 ta chỉ 4 được 2 Vậy cô có 1 x 1 là 1 và 3 x 2 là 6 6 Tiếp theo cô có 9 phần 4 nhân âm 2 phần 3 Thì đây cô cũng rút gọn là lấy 4 nhân và âm 2 đúng không? Cô chia cả hai số này cho 2 Cô được 4 chia 2 là 2 Âm 2 chia 2 là âm 1 Tiếp theo 9 và 3 thì cô chia cả hai số cho 3 Cô được 9 chia 3 là 3 3 chia 3 được 1 vậy trên tử cũng có, có 3 x 1 là âm 3 Dưới mẫu có, có 2 x 1 là 2 Vậy kết quả là âm 3 phần 2 Theo cô lấy 5 phần 8 x 4 phần 15 À, ta thấy là phép nhân có tính chất giao hoán đúng không? Nên là 5 phần 8 x 4 phần 15 Thì cũng bằng 4 phần 15 x 5 phần 8 Vậy kết quả chúng ta sẽ là 1 phần 6 Thế tiếp theo ta thấy là 4 phần 5 nhân âm 2 phần 3 Thì cũng sẽ bằng với âm 2 phần 3 nhân 4 phần 5 Như vậy kết quả là âm 8 phần 15 Thế Tiếp theo cô có 4 phần 15 nhân 1 thì vẫn bằng 4 phần 15 Thế Tiếp theo cô có 0 nhân âm 6 phần 13 thì vẫn là bằng 0 Và đây ta thấy là 13 phần 19 nhân với mấy để được chính nó nhỉ? À, ta thấy là mọi phân số nhân với 1 thì vẫn bằng chính nó. Như vậy ở đây là 13 phần 9, 13 phần 19 nhân 1 thì vẫn bằng 13 phần 19. Tiếp theo ta thấy là âm 5 phần 11 nhân mấy để được 0? À, ta thấy là mọi số mà hai số nhân với nhau mà tích bằng 0 đúng không? Như vậy là một trong hai số này phải bằng 0. Như vậy cũng phải có là âm 5 phần 11 nhân với 0 thì kết quả vẫn là bằng 0. Tiếp theo ở đây, mấy nhân với âm 19 phần 43 thì bằng 0 nhỉ? À, đương nhiên nó là số 0 rồi. Đó, đó là bài 74 nhé. Chúng ta cùng làm tiếp bài 75 nào. Hoàn thành bảng nhân sau và chú ý rút gọn kết quả nếu có thể. Ở bảng này ta thấy là hàng ngang ở đây ta có 2 phần 3, âm 5 phần 6, 7 phần 12 và 1 phần, âm 1 phần 24. Và hàng dọc của cô cũng có là 2 phần 3 nhân âm 5 phần 6, rồi 7 phần 12, rồi âm 1 phần 24. Như vậy là thấy là hàng ngang và hàng dọc, các cái số đã sắp xếp được khá là giống nhau đấy. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thử với tính nhân nhé. Thế cô nhân hàng ngang đầu tiên cô có là 2 phần 3 nhân âm 5 phần 6 Thì cô rút gọn 2 và 6 Cô đều chia cho 2 cô được 2 chia 2 được 1 6 chia 2 được 3 Như vậy trên tử của cô là 1 nhân âm 5 là âm 5 Dưới mẫu là 3 nhân 3 là 9 Nhưng Cô được âm 5 phần 9 Tiếp theo cô có 2 phần 3 nhân 7 phần 12 Thì cô rút gọn 2 với 12 Cô chia cả tử của mẫu cho 2 Cô được 2 chia 2 là 1 Và 12 chia 2 là 6 Như vậy ở trên tử cô có 1 nhân 7 là 7 Và dưới mẫu 3 nhân 6 là 18 Cô được 7 phần 18 Cô được 7 phần 18 Cuối cùng cô lấy là 2 phần 3 nhân âm 1 phần 24. Thì cô sẽ rút gọn 2 với 24. Cô đều chia cho 2, cô được 2 chia 2 là 1. 24 chia 2 là 12. Như vậy ở trên tử cô có 1 nhân âm 1 vẫn là âm 1. Và dưới mẫu cô có 3 nhân 12 này. 36 Rồi cô được âm 1 Phần 36 Tiếp theo là hàng ngang Âm 5 phần 6 Cô lấy âm 5 phần 6 Nhân 2 phần 3 Thì cũng bằng 2 phần 3 Nhân âm 5 phần 6 ở đây Như vậy kết quả vẫn là âm 5 phần 9 Tiếp theo ta lấy âm 5 phần 6 Nhân âm 5 phần 6 thì ta thấy là âm 5 nhân âm 5 là dương 25. Và cô có 6 nhân 6 là bằng 36. Tiếp theo cô lấy âm 5 x 6 nhân x 7 phần 12. âm 5 phần 6 nhân với 7 phần 12. Thì ở đây không rút gọn được nên có thể nhân luôn. Ta sẽ được là âm 35 phần 72. Cuối cùng cô có âm 5 phần 6 nhân âm 1 phần 24. thì cũng không rút gọn được Cô có âm 5 x âm 1 là dương 5 6 x 24 Cô được là 6 x 4 bằng 24 Viết 4 nhớ 2 6 x 2 là 12 Thêm 2 là 144 Cô được 5 phần 144 Hàng tiếp theo cô có 7 phần 12 x 2 phần 3 Thì cũng bằng với 2 phần 3 x 7 phần 12 với kết quả là 7 phần 18. Tiếp theo 7 phần 12 nhân âm 5 phần 6 thì cũng bằng với âm 5 phần 6 nhân với 7 phần 12 với kết quả là âm 35 phần 72. Cô có, có 7 phần 12 nhân 7 phần 12 thì trên tử của có 7 nhân 7 là 49 phần

Vậy ta được là âm 7 phần 288. Tiếp theo âm 1 phần 24 nhân 2 phần 3. Thì cũng bằng với 2 phần 3 nhân âm 1 phần 24. Bằng âm 1 phần 36. Tiếp theo âm 1 phần 24 nhân âm 5 phần 6. Thì như vậy cũng bằng âm 5 phần 6 nhân âm 1 phần 24. Kết quả 5 phần 144. Ô tiếp theo ta có âm 1 phần 24 nhân 7 phần 12 Thì cũng bằng 7 phần 12 nhân âm 1 phần 24 Và bằng âm 7 phần 288 Cuối cùng, cô có âm 1 phần 24 nhân âm 1 phần 24. Chuyên tử cô có âm 1 nhân âm 1 là bằng dương 1 Và ở dưới mẫu cũng có 24 x 24 là bằng 576 Đó là bài 75 nhé Chúng ta cùng làm tiếp bài 76 Tính giá trị biểu thức một cách hợp lý Nó có 3 câu có biểu thức A bằng 7 phần 19 nhân 8 phần 11 cộng 7 phần 19 nhân 3 phần 11 và cộng với 12 phần 19. Ở đây với cụm hai tích đầu tiên thì cô sẽ đặt được thừa số chung là 7 phần 19 ra ngoài. Trong ngoặc của cô còn 8 phần 11 cộng với 3 phần 11 và ta cộng tiếp 12 phần 19 ở đây. Đến đây ta có 8 phần 11 cộng 3 phần 11 thì bằng 11 phần 11 rút gọn đi bằng 0 bằng 1. Rút gọn có 7 phần 19 nhân 1 cộng với 12 phần 19. Đến đây ta có 7 phần 19 nhân 1 thì vẫn bằng 7 phần 19 cộng tiếp với 12 phần 19. Và như vậy cô có 7 cộng 12 là 19 19 phân 19 là bằng dương 1 Đó là bài 76 của A nhé Chúng ta làm tiếp câu B này Ở câu B này thấy là có 3 tích cộng trừ cho nhau và các tích này đều có chung thừa số là 5 phần 9 Vậy cô đặt chung thừa số 5 phần 9 ra ngoài Cụm đầu tiên cô còn 7 phần 13 Cộng tiếp cụm thứ hai cô còn 9 phần 13 Cụm cuối cùng cô còn trừ 3 phần 13 Đến đây cô có 5 phần 9 nhân Ở trên tử cô lấy 7 cộng 9 là 16 16 trừ đi 3 là vẫn là 13 và cô số gọn 13 phần 13 là 1 Như vậy cô có 5 phần 9 nhân 1 Thì vẫn bằng 5 phần 9 Đó là câu B Tiếp theo chúng ta cùng làm câu C Câu C cô có là 67 phần 111 Cộng 2 phần 33 trừ đi 15 phần 117 nhân 1 phần 3 trừ 1 phần 4 trừ 1 phần 12 thì ở cụm đầu tiên nó khá là nhằn của vấn đề đấy nhá cụm thứ hai cô sẽ quy đồng mẫu lên 3, 4 và 12 thì mẫu trước của cô vẫn là 12 Như vậy cô lấy 12 chia cho 3 được 4. 12 chia 4 được 3. Và đây chỉ nhân với 1 đúng không? Quy đồng lên cô được là 4 phần 12. Trừ đi 3 phần 12 wow. và trừ đi 1 phần 12. Ở trên tử cô lấy 4 trừ đi 3 trừ đi 1. Thì 4 3 là 3, à 4 chia 3 là 1, 1 1 là hết, là 0. Như vậy 0 phần 12 vẫn bằng 0. Tức là cô có cụm 67, cụm đầu tiên này, Và cả cụm này cô nhân với không Thì kết quả của cô vẫn là bằng không Đó là câu C nhé Tiếp theo chúng ta cùng làm bài 77 Tính giá trị biểu thức sau Chúng ta có 3 câu A, B và C Biểu thức A của cô là A nhân 1 phần 2 Cộng A nhân 1 phần 3 Trừ A nhân 1 phần 4 Thì chúng ta nhớ là chúng ta thấy Sẽ đặt được gì ra ngoài nhỉ? À đặt A ra ngoài cho cô Trong ngoặc cụm đầu tiên cô còn 1 phần 2 Cộng với 1 phần 3 Rồi trừ đi 1 phần 4 Đến đây với 3 phân số này cô chọn mẫu chung là 12 Cô thấy 12 chia 2 là 6 12 chia 3 là 4, 3 chia 4 là 3. Quy đồng lên cô được 6 phần 12. Cộng 4 phần 12 rồi trừ đi 3 phần 12. Như vậy ở đây cô có là 6 cộng 4 là 10, 10 chữ 3 là 7. 7 phần 12 Như vậy A nhân với cả 7 Phần 12 Sau đó cô thay A bằng âm 4 phần 5 vào Đúng không? Thì cô sẽ biết là thay A bằng Âm 4 phần 5 Ta có là A lớn sẽ bằng âm 4 phần 5 Nhân 7 phần 12 Nếu cô rút gọn Cô chia cả tử À, cô rút âm 4 và 12. Cô chia hai số này cho 4. Âm 4 chia 4 là âm 1. 12 chia 4 là 3. Nhưng mà trên tự có âm 1 x 7 là âm 7. Dưới mẫu có, có 5 x 3 là 15. là kết quả câu A nhé. làm tiếp câu B. Biểu thức B của cô sẽ bằng là 3 phần 4 nhân B Cộng 4 phần 3 nhân B Trừ đi 1 phần 2 nhân B Ở cả 3 tích này cô đều có chung B Cô đặt B ra ngoài Trong ngọc của cô còn 3 phần 4 Cộng 4 phần 3 Trừ đi 1 phần 2 Đến đây 4, 3 và 2 cô quy đồng lên Thì mẫu chung của cô là 12 Cô thấy 12 chia 4 được 3 12 chia 3 được 4 Và 12 chia 2 được 6 Quy đồng lên cô có 9 phần 12 Cộng với 6 phần 12 à, 4 x 4 là 16 phần 12 Và trừ đi 6 phần 12 Ở đây cô thấy là 9 cộng 16 trừ đi 6 Kết quả của cô là 19 phần 12 Đến đây ta thay B bằng 6 phần 19 vào. Thay B bằng 6 phần 19. Ta có biểu thức B lớn sẽ bằng 6 phần 19 nhân 19 phần 12. Thì 19, 19 cũng sẽ gọi là hết, đúng không? 6 với 12 cuối cùng chia cho 6 cô được 1 là 2. Như vậy kết quả B chúng ta là bằng 1/2. Tiếp theo mình làm câu C. Tương tự ở cả ba tích này thì cô đều thấy nó có chung một thừa số là C nên cô đặt C ra ngoài trong mặt của cô còn 3 phần 4 cộng 5 phần 6 trừ đi 19 phần 12 thì mẫu chung của cô là 24 24 chia 4 được 6 24 chia 6 được 4 24 chia 12 được 2 Đến đây quy đồng lên cô được 3 x 6 là 18 phần 24 cộng với 20 phần 24 Rồi trừ đi 38 phần 24 Ở bên trong ngoặc cô thấy trên tử là 18 cộng 20 rồi trừ đi 38 Được quả bằng 0 Như vậy cô có C nhân với 0 thì vẫn bằng 0 Với mọi giá trị C bất kỳ Chúng ta không cần thay cũng được Vẫn thấy kết luận được luôn là C bằng 0 Rồi ra bài 77 đã áp làm xong các bài tập áp dụng của phần uh, tính chất phép nhân phân số nhé Chào tạm biệt các em Thì mình sẽ cùng gặp loại cô ở những bài học sau nhé